Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục quay cho các bác một con bếp ga đây. Hôm nay em xả lỗ lốt bếp ga đi cho nó gọn, còn hai con bếp âm. Để lát em quay lốt một con size 75 nữa là em bán lốt cho các bác. Trước mắt qua đây là một con bếp ga Paloma. Dòng bếp ga Paloma nó là đẳng cấp rồi. Nếu mà nói về bếp thì không có nào so nó được. Nó nặng như chảy ra lỗ luôn. Con này của nó đặt trên cân đồng hồ là nặng 17 cân. 17 cân cái bếp ở đây các bác. Đấy, con này thì full vip luôn. Kính là kính chịu lực mạ kim cương. À, được mạ kim cương. Đấy, soi điện mà nó rất là bóng. Đấy, bếp gần như là mới hoàn hảo luôn. Đấy, gần như là mới, bếp đời cao. Con này thì đời cao. Đấy. 2 tháng 4 năm 2017 bắt đầu xuất xưởng. Bếp là gần như mới 100%, chưa qua sử dụng luôn. Đây. Lò nướng này. Các bác cứ xuống check thoải mái luôn. Gần như là mới 100%. Đấy, gần như là mới 100% luôn. Đấy, chưa dùng một lần nào luôn. Đấy, bởi vì lô này là mua lô em mua hàng lựa mà. Cho nên là gần như là mới 100% đi. Đây, nó đứng đây. Giấy tờ này. Giấy tờ của Nguyên bọc. Chưa làm cái gì luôn nhé. Bếp gần như mới 100% luôn. Đây, gần như là chưa dùng một lần nào luôn. Đấy, con này thì full chức năng rồi. Đấy, nướng thì hai tầng lửa. Nướng thì hai tầng lửa. Đây, đồng hồ hẹn giờ, nấu cơm, nấu cháo, các kiểu luôn. Đấy, bếp đây. Chạm vào lên. Chạm vào lên. Đấy, bếp mặt kính. Đấy, bác nào mà không lắp âm thì để lỗi nhỉ. Bởi vì cái giá này em bán ra thì các bác không thể mua được đâu được. Em bán 3 triệu trước này nhá. Đấy, bán 3 triệu luôn. Đấy, bảo hành cho các bác 5 năm. Đấy, kính này là kính chịu lực nhá. Chịu lực được trên 100 kg. Đấy, theo nhà sản xuất nó ghi là 120 kg. Đây, kiềng kiếc này. Gần như chưa qua sử dụng luôn. Đấy, gần như là mới tinh luôn. Đấy, mà năm nay em tích bếp ga cuối cùng là em là người lỗ. Bởi vì là bây giờ sức mua nó giảm xuống. Đấy, các bác không còn điều kiện nữa. Năm nay làm ăn kinh tế khó khăn. Nên là cái gì cũng ế ẩm. Đấy, lô bếp ga này tính cả bếp âm với bếp mần men. Em xả lỗ mấy hôm ấy. Tính lô tổng hết bán hết đống này. Thì em lỗ khoảng tầm 18 triệu. Âm khoảng tầm 18 triệu. Bỏ ra 200 triệu, âm 18 triệu. Đấy, để vài tháng rồi không bán được. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, giá là 3 triệu nhá. Bảo hành 5 năm, tặng pin, tặng pin cho các bác, bởi vì cái này bếp âm thì không phải bọc súng chuột, cho nên là không cần phải tặng lưới súng chuột. Đấy, em tặng cho bác được một đôi pin xịn. Đấy, pin Maxell. Đấy, bảo hành 5 năm cho các bác. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này: 0975 360 433, dưới là 0377996066. Em ship hàng toàn quốc nhá. Nên các bác yên tâm nhá, nhà em ở Linh Gia, Hải Dương. Đấy, giá có 3 triệu đấy. Các bác không phải lăn tăn, không phải mặc cả làm gì luôn. Đấy, giá này 3 triệu thì không mặc cả đâu nhá. Đấy, em không còn thịt nữa đâu. Âm 200.000 con bếp này rồi. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, lúc em bán con này em bán là 5 triệu đấy. Đấy, bây giờ em bán 3 triệu em thu tiền đấy. Vì ế quá, không ai mua luôn. Không ai mua bán gì luôn. Bếp thì full chức năng. Đẹp như thế này mà ế. Đấy, bếp gần như mới hoàn hảo luôn. Đấy, các bác mua về sẵn là dùng luôn. Cắm dây ga vào là dùng luôn. Đấy, bác nào không để âm cũng được, để lỗi cũng được. Bởi vì thực ra 3 triệu này thì các bác không thể đi mua được cái bếp nào nữa được. Đấy, bếp mặt kính mà đẹp gần như mới thế này mà có 3 triệu thì các bác lăn tăn gì nữa mà không mua. Đấy, các bác mua để các bác để dành đến Tết bán lại cho hàng xóm hàng giềng cũng có lời luôn. Đấy, em chào các bác nhé. Bác nào lấy thì alo em, có 3 triệu rồi đấy.